Bà có món gì đấy? Cháo. Bà con ở đây có món cháo. Đã, ăn sáng hay ăn trưa đấy? Ăn sáng. À, năm nay bác bao tuổi rồi? Sinh năm 77. À 77. 77. Đây chỉ hơi cũng hơn em mấy tuổi thôi. Và nhìn ở trên này nhìn già nha. Yeah. Ở trên này nhìn làm công mệt. Vâng, trên này 77 tuổi. À sinh năm 77. Mà nhìn già thật. Vâng. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Mình sẽ đưa quý vị đi chơi ở cái bản gọi là bản Thắn Dìu. Bản ở chân núi, chân đỉnh núi Mẫu Sơn nhé. Rồi quý vị cùng mình đi khám phá cái bản này nhé. Rất may là mình lên đây thì lại gặp có một thằng em nó bán hàng ở trên núi Mẫu Sơn. Nó đưa đi chơi vào bản nhé. Đấy. Anh à, em chào anh nhé. Vâng, nhà bác ở đây cũng kiên cố thế nhỉ? Ở trong tận trong rừng sâu cũng kiên cố. Mà trong kia đuổi gà đi bán gì em đôi nhảy đó. Đuổi gà ba bác. Bác có món gì đấy? Cháo. Bà con ở đây có món cháo. Đã, ăn sáng hay ăn trưa đấy? Ăn sáng. À, giờ mới ăn sáng à? Đi ra, lật ra đi. Không dê bó à? Ui, nhà bác nuôi rất nhiều gà. Đây nhá. Bạn. Phía mây mù bên kia là đỉnh Mẫu Sơn nhé quý vị. Đây là nuôi rất nhiều gà nhé và lợn này. À, xin chào. Đấy, bà con ở đây nước là toàn lấy ở trên rừng về đây các bạn nhé. Nước trên khe núi. Đây, nhà anh có nuôi mấy con lợn nữa ở trong này này. Đây là cái chuồng lợn. Chuồng lợn đây. Đàn gà này cứ đi theo mình. À, toàn gà ngon đây các bạn ạ. Ra đây chú xem nào. Làm sao thế? Hả? À, làm sao thế? Đây là bếp nhà anh đây. Đây trong bếp. Bếp của bà con nhé các bạn nhé. Đây mình đi lên nhà đây. Ô đi đường nào? Một đường. Cái bọn gà này cứ đi theo này là thế nào nhỉ? Bắt hết giờ như này. Em ỉn này được thả rông nhá. Mình vào trong nhà bác nhá. Ủa đây, nhà anh ấy nuôi lắm gà thế nhỉ? Chú mua gà con à? Không món này, chú em bắt vào nuôi về làm giống. À, giống là thế à? Ừ, sáu ngón. Ồ, hay nhỉ? Gà sáu ngón. Con này con địch. À, không biết giống gà gì mà lại sáu ngón nhỉ? Gà sáu ngón đấy. À, đây, gà sáu ngón nhé các bạn nhé. Hay nhỉ? Mấy đàn. Ô, anh ơi, thế cái giống gà sáu ngón này là nó là giống như thế hay là nó bị như thế nào? Giống như thế. Giống thế. À, giống là sáu ngón. Trong này anh sao lắm gà con thế? Mà gà nhà bác ở đây sao nó bạo thế nhỉ? Em ra ngoài kia nó cứ đi theo. Ô đây anh toàn giống gà sáu ngón thôi. Nhà toàn gà sáu ngón nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn ngón chân nữa này. Ô thế à? À thế à? Cái này anh gọi là cái gì đấy? Như cái này gọi là cái gì? Gọi cái lồng thôi chứ. Hay ấy nhỉ? Vâng,
Này, thằng em lại mua được, em vào lại mua được cả bé lại còn phải cân cái tính. Thằng em nó bắt một đôi gà sáu ngón về làm giống nhá quý vị. Đây bà chị, bà chị hơn mình một tuổi, sinh năm 82. Năm nặng cả bao. Bao tiền đấy chị? Không. Ôi, xin bác hấp nước nhỉ. Anh là đầu tiên anh nhìn thấy gà sóng ngón đấy. Cái dưới mình làm gì có đâu nhỉ, sư nhỉ? Lắng thì trời mưa đi thì chôn lắm. Dân một cái đuổi lắm trâu ghê nhỉ. Con trâu à bố dây? Con trâu à? Chào anh nhé. Mình với thằng em đến một nhà anh nữa nhé. Nhà anh này tên là gì ấy nhỉ, sư nhỉ? À, Sáng Tiền. Anh Sáng Tiền à? À. Dạ. Anh, bác là bác Sáng Tiền phải không? Vâng. Chào bác. Năm nay bác bao tuổi rồi? Sinh năm 77. À, 77. 77. Thế chỉ hơi, cũng hơn em mấy tuổi thôi. Vâng. Nhìn ở trên này nhìn già nhỉ? Ở trên này nên làm công mệt. Vâng, vâng. Trên này 77 tuổi. À, sinh năm 77. Mà nhìn già thật. Vâng, vâng. Thế em vào nhà bác chơi tí nhá. Vào đi. Thế cho em quay một tí nhá. Vâng, vâng. Đây, nhà bác đây nhá. À, nhà Trình Tường nhỉ? Ê, chào cháu. Ê, ê, chào cháu. Nhà Trình Tường. Mày nghỉ. Phải đi học. À, các bạn anh cắt tập. Anh có thể cắt tập. À, đây đây là trong ở đây có điện chưa anh? À thế à, vâng em xin phép rồi. À, nhà vâng, nhà Trình Tường. Bác đang nấu cái gì à? À, nhà bếp nhiều ngô lắm nhỉ. Đây đang nấu nồi nước, nấu cái gì đây? Úi giời, có mấy em mèo ở đây này. Mèo mèo. Dạ. Ngoài này là ở bên ngoài. À, nước ở đây đa phần ở đây toàn lấy nước ở trên rừng về đây nhỉ. Nhà anh nuôi nhiều trâu thế à? Dạ. Trâu thả hết trên rừng rồi anh. Vâng, đây cái chuồng trâu của nhà bác này nhá các bạn. À, phía bên này, phía bên kia là phía bên Trung Quốc nha quý vị nhé. Phía xa xa bên kia, ở phía bên Trung Quốc. Đây là mình chỉ cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây, phía bên kia là, sang bên kia là sang biên giới bên Trung Quốc này các bạn nhé. Đây. Núi non hùng vĩ không các bạn? Bên này là bên Việt Nam mình nhé này. Đấy, đỉnh Mẫu Sơn bây giờ là sương mà bay phủ kín hết rồi các bạn. Thôi mình vào nhà anh mình chơi tí nhá. Bà con ở đây ở thưa lắm các bạn. Ngoài thì che dốc này, mình lúc đầu mình ấy ở trong là nhà Trình Tường. Bán con to con đực kia rồi. À đấy, ông nọ thấy có một người dắt trâu ra kia, chắc phải trâu nhà anh rồi. Trâu trắng. Thôn gì nhỉ, sướng nhỉ? Thôn nên là thôn Thắm Dìu. Thắn Dìu à? Thôn Bắc Đai, xóm Thắn Dìu. À, xóm Thắn Dìu. Thôn là thôn, là thôn Bắc Đai nhưng mà xóm thì xóm Thắn Dìu. Vâng, vâng, vâng. Bây giờ nó gồm hai thôn thành một thôn. Vâng, vâng. Gồm vừa rồi gồm. Ui. Gỗ. May hôm nay có thằng em nó em lên núi Mẫu Sơn chơi. Ê, gặp này đúng thằng em này, đúng cùng quê. Thế bảo thi vào bản chơi. À, anh em cùng nhau đi chơi. May lại gặp.
anh chỉ có những cái ngày rảnh rảnh, ngày nghỉ á, anh đi chơi. Đấy. Bà năm nay bao tuổi bà? Dùng iPhone 11 này. 7 mấy rồi? 83 tuổi à bà? À, tiếp tục di chuyển nha các bạn nha. Đây à? À đây à? À. Bạn Sinh ơi, ở nhà không? Mày lại, vào, lại vào chơi tí. May quá hôm nay là có thằng em Sương nhé, lại đùng cùng quê Lục Ngạn với mình, nó kinh doanh ở trên này ấy, nó đưa đi chơi. Đây là nhà con khỉ. Con. Đấy, có cắn không đấy? Không sao. À. Không sao đâu. Này. Đấy. Không sợ đâu, không sao đâu. À. Chào anh nhé. À. Bác cho em xin phép em à, con ở đây. Đang nấu cái lồi, đang nấu cái lồi nước gì này? Thịt gà mà đun nhiều nước thế à? À. Đây nhỉ. Cái này là chuẩn bị là đun nước lên cắt gà. Ui giời. Ô, có nhà có cỗ sao mà thịt nhiều thế? À chị? Không, ăn rằm. À thế à? Ăn rằm. Hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 24. À. Thì lúc này là thà nào mà đun nhiều nước, đun nhiều nước thế này. Thấy chưa? Người ta ở trên này dân tộc dân tộc giao như thế này nhá. Vâng. Ở đây xóm đây là toàn người dân tộc giao hết đúng không anh? Rồi, thì nhưng mà đi đường cũng bóc giao đâu. Thì tên là vậy chứ có phải là cái ấy là cầm dao đi đâu. Đây là xuống một đoạn thôi. Là... Ở đây là nhà ông nội anh à? Nhà ông bố chứ. À, gọi là ông nội đấy. À, như người Kinh bọn em gọi là ông nội. À. Wow, ổi đây, ổi chín. Thừa quá. Đây, sợ giòi ấy. Cái loại này chỉ ăn quả ương ương thôi. Ngon. À. Ngon anh ạ, ngon. Ăn quả chín là sợ giòi. Ở đây. Đúng rồi. À. Ngon. Quả như các bạn. Vâng. Ui, chó cắn không đấy. Đây. Đen. Đi ra. Con chào bà. À. Dạ, con đi chơi. À, con chào ông ạ. Dạ, con chào bà. Chào bà. Dạ. Chào bà nhá. À. Bắt tay bảng. À. Bắt tay bảng. Ông có quả gì đây ông? Quả chanh. Chanh gì đây ông ạ? Chanh. Hay nhỉ? Bắt tay ông ạ. Nghe tí. Chanh rừng. Dạ, con chào ông nhá. Đây là phòng khách của ông đấy. Vâng. Đây là phòng khách đúng không? Nhà ông là vẫn nhà gỗ. Dưới này là bếp à? Ờ. Dưới này là cái này là phòng ngủ tạm thôi. À, dạ. Ừ. Nhà bên kia mình mới có. Đây, em đi. Ngoài này là nuôi cái gì đây? Cái này còn có gì đâu? À. À, cái này là để phơi ấy đây nhỉ? Ờ, phơi thóc thôi. Vâng. Đi lên đây nếu gãy không anh nhỉ? Đi lên nếu gãy không? Không. Ui. Thôi. Sợ là gãy. Vâng. Bên nhà mình kia thì mình Dạ. Có sân ra đây rồi. Vâng. Rồi, em ra đây. Ồ, ở đây bà con cấy lúa, có cái thửa ruộng lúa con nhé. Cây mận. Cây mận xài hoa nó các bạn. Ui dồi, đây
hình và có hai con lợn to lắm các bạn nhé. Đã chưa? Lợn này chắc phải tạ rưỡi một con đấy các bạn. Ôi, nhiều gà. À đây, gà đây, gà đây các bạn. Đây, trên này bà con người ta toàn nuôi gà 6 ngón này các bạn nhé. Đây là đằng sau nhà. Nhà vẫn là nhà trình tường đất nha các bạn nhé. Đấy, bao quanh là núi nhé các bạn. Đây này các bạn. Trên này là rừng núi rồi. Thôi mình đi vào nhà nhé. Vâng, đây rồi em đây. Vâng, đây, em đi quanh nhà chơi tí. Rồi, đây, em vào. Đi đâu? Vâng. Sao đi nhà uống nước thôi? Vâng, rồi, ngồi đây chơi tí thì ngồi chơi với ông bà. Ông bà con... Ây chà, gọi bếp cái chảo to đấy. Chứ chảo này nấu cái gì mà to đấy? À, chảo này là cất rượu đấy. À, để cất rượu bằng cái chảo này. Vâng. Ây à, to thế đấy. Nhỉ? Cái chảo này để cất rượu, cái là cái gì nhỉ? Nói không ra rồi. Cái này gọi là cái gì? À để đặt lên cái này. Chụp lên cái này. À, chụp lên. Cất rượu. Vâng. Đấy. Nhà anh xây nhà kia lâu chưa? À, được dạ. Gần được mấy tháng rồi thôi. À vâng. Để xây được cái nhà. Đây bà con là tôi dành cho... Cái này là ủ rượu đây phải không nhỉ? Đó. Cái này là cái gì? À, cái này là bỗng. À, bỗng rượu. Bỗng. À. Vâng, bỗng gọi là bỗng rượu. Ờ, bỗng rượu đây. Vâng, cất ra rồi. Dạ, cái vâng. Này không phải bỗng rượu đây. Vâng. Ông năm nay bao tuổi rồi ông? 84 rồi. À ông 84. Dạ. 84 ông... 85 rồi đó. Dạ, 85 vâng, rồi, năm vâng. Nay là vào 85 rồi đấy. Vâng. Nhưng mà nhìn ông vẫn khỏe. Ông không biết nói tiếng Kinh nhỉ? Ông vẫn khỏe. Vâng. Dạ. Hôm qua còn đi xem hồi vâng, trên rừng. Vâng. Ông vẫn chắc vẫn đi hai tranh tốt chứ, hai tranh rừng ấy. Đấy, vừa nãy vâng. Xem ở đấy có mà. Vâng. Tranh vừa nãy ông đi hai đâu, người đấy. Ở đây ông là đường ấy. Mật ong ăn chữa ho này hoặc là làm mứt ăn ngon. Ừ. Chanh rừng nhỉ các bạn. Đấy, chanh rừng đây. Nó có chua không nhỉ? Các bạn nhá. Ăn thử cái xem này. Ăn thử cái xem này. Không chín không ăn không ngon đâu. Ủa cái này mà chín là ngon thơm lắm. Nó vỏ nó thơm như vỏ quất ấy. Đấy. Ông có nhiều không? Quất không ăn được đấy. Có nhiều để cho con một cân. Bây giờ đi đang đi hái về đây này còn bằng này này. Con nó bằng này đấy. Đi hái. Đi hái cho. Đi hái. Đấy thì đi hái cho một cân bán cho. Vâng, bán cho con một cân. Mà mình kết thêm hai cái này mà chín thì ăn ngon lắm. Cái là mứt ngon anh ạ. Mứt với lại quả nó vẫn ở trên rừng vẫn còn thì nhưng mà nó quả nhỏ. Không bằng quả to thế này rồi. Vâng. Trong này chắc mỗi nhà anh Thắng là đẹp nhất nhỉ. Ở chắc mỗi nhà anh Thắng là xây nhà đẹp nhất. Thế là đẹp này. Ở vùng sâu vùng xa này là đẹp này. Này thì không bao giờ sợ. Ngoài này có nuôi cái gì không anh Thắng? Ngoài này có nuôi cái gì không? Đâu? Nuôi cái gì ở đâu? Rồi thế cái bên này là cái gì? Bếp hay là cái gì? Bếp vào trong. À. Bếp vào trong thôi. Anh phơi cái gì đấy? À chám đen này. À quả chám. Chám đen này. À vâng. À phơi vỏ à? Ừ. Thế còn bỏ hạt đi rồi. Bỏ hại ở trên này vâng, ở trên này thì nhiều chám nhỉ? Không có đâu, không có. Sao bếp này làm cửa tận đấy? À, giờ này chỉ cửa chơi hiện đại thế. Đây anh có nuôi. À, đây nhà bác nuôi hai con lợn này nhé. Trên nhà ông có hai con lợn to thế nhỉ? Đây là khác có cái gì ạ? Dạ, trên nhà ông... trên đây. Thì làm cái gì đấy? Nhà anh Thắng là đẹp nhất bản này nhá. Vâng. Bản Thắng rồi đấy. Bé này chân bị làm sao đấy? Con trai đây là nó bị tâm thần đây này. Nó không đi được đây này. Anh đang nấu cái gì à? À đun nước, đun nước. Đun nước uống. Đun nước pha chè. Cái thằng cu này nó mấy tuổi rồi? Mà 14 tuổi đấy. 14 tuổi à? Vâng. Nó bị ấy gì? Rồi,
vì nó kiểu nó không đi được đấy. Vâng vâng, liệt dạo kiểu như. Bị liệt. Cái này nhà bác là đẹp nhất xóm hơn đâu. Hả? Và nhà anh là đẹp nhất xóm. Nhà xây. Ai bảo đẹp hết. Vâng. Đi vào hai 250 rồi. Vâng. Vào cái nhà này. Dạ. Đấy, làm cái nhà này hết tổng hết bao tiền? Đấy, 250 này. 250 triệu. Ừ. Ủa, sợ nhỉ. Toàn vật liệu, đầu cái công rồi. Công thì vật liệu nhiều nhỉ. Vật liệu tất tất. Vâng. Tính cả tiền công. Nhà anh có cái gì mà sao nó thơm nó như mùi quế nhỉ? À, hồi. Không có. Hay là hồi. Hồi, hồi, hồi. Vâng, 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 vâng. Thằng nào em thấy, thằng nào em ngửi thấy nó thơm? À, đấy, hồi đây. À, đây, cánh hồi. Đây, xung đẹp này. Ừ, thằng nào thơm thế? Đấy, hồi đen này, hồi đen này. Vâng. Đây, mèo. À, anh vào cái anh ngửi thấy mùi khác ngay mà xưa. Đây, đây, đây. Hồi, cái kiểu... Nấu, xuất vàng. Ừ, cái dòng này nấu xuống. Người ta bảo nấu... Mình vừa đưa quý vị và các bạn đi khám phá cái bản Thắn Dìu tại đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp của mình nhé.